Minh Phúc xin được chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi Cửa sổ Công nghệ trên FPNC. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất trong nước và thế giới. Sau đây sẽ là nội dung chính. Nhìn lại tình hình phát triển của thị trường smartphone Việt Nam trong quý 2. Cuộc trò chuyện với phi hành gia Jim Reilly về ước mơ bay lên vũ trụ của giới trẻ. Hướng dẫn tạo ebook từ tài liệu của Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Thưa quý vị, trong sự kiện hội nghị các nhà phát triển thế giới, Apple đã chính thức ra mắt hệ điều hành iOS dành cho iPhone và iPad. iOS 8 được bổ sung nhiều tính năng mới và đang được giới công nghệ rất quan tâm. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về hệ điều hành này. Trong tuần này có gì mới? Đầu tiên, nhìn tổng thể giao diện của iOS 8 gần như không khác gì mấy so với iOS 7, vẫn là giao diện phẳng và nhiều màu sắc. Nhưng iOS 8 lại được bổ sung nhiều phần mềm và chức năng mới. Điểm mới, AirDrop bây giờ đã được tương thích với macOS. Như vậy, người dùng có thể chia sẻ dữ liệu qua lại giữa iPhone, iPad và máy Mac cực kỳ dễ dàng. Cũng về tính năng chia sẻ thì Apple đã trang bị cho iOS tính năng là Family Sharing, cho phép người dùng chia sẻ ứng dụng mua Apple Store hoặc là sách mua trên iBook dành cho người thân hoặc bạn bè của mình. Tức là chỉ một mình bạn mua, nhưng mọi người đều sử dụng được. Các thành viên trong nhóm sẽ truy cập được các phim, nhạc, video, sách và ứng dụng của các thành viên khác của nhóm. Song các thông tin khác như là tài khoản Apple, mật khẩu và thông tin thẻ tín dụng vẫn được giữ kín. Tuy nhiên hãy lưu ý là một nhóm chỉ được tối đa là 6 người thôi quý vị nhé. Còn nếu như quý vị có nhu cầu để dữ liệu lên các đám mây thì người dùng đã có iCloud Drive, tương tự như Dropbox và Google Drive. Chỉ cần kéo tập tin vào thư mục iCloud Drive trên máy là tập tin đã được tải lên đám mây. Có thay đổi gì thì nó cũng sẽ tự động cập nhật. Về phần tin nhắn, iMessage của iOS 8 cho phép gửi audio và video. Người dùng có thể ghi âm và quay phim sau đó gửi trực tiếp qua tin nhắn. iMessage mới cũng giúp người dùng gửi nhiều hình và video cùng lúc, thay vì chúng ta phải gửi từng cái như trước đây. Về email, trong khi đang viết email, nếu muốn xem một email khác, người dùng chỉ cần vuốt cửa sổ soạn thảo xuống là xong. Và ngoài ra, khi máy nhận thấy email của người dùng đề cập đến là vé máy bay, hoặc là đặt chỗ, hoặc là nhà hàng, thì nó sẽ tự động đưa ra những gợi ý cho người dùng để đặt lịch hẹn. Và với iOS 8 thì Apple cũng nâng cấp cho trợ lý ảo Siri. Siri đã có thêm tính năng đoán tên ca khúc và nếu người dùng có nhu cầu, nó sẽ mua luôn bài hát đó trên iTunes tự động. Và lúc này người dùng sẽ ra lệnh cho Siri dễ dàng hơn, chúng ta chỉ cần nói Hey Siri, chứ không cần phải thao tác nhiều như hiện tại thưa quý vị. Thưa quý vị, một ứng dụng mới trên iOS 8 được nhiều người chú ý là Health, ứng dụng theo dõi sức khỏe. Nó đo được nhịp tim, lượng calorie đã đốt cháy khi tập thể dục, đo được lượng đường, lượng cholesterol trong máu. Và ra mắt iOS 8 thì Apple đã chú trọng thêm tiện ích dành cho doanh nhân, những người thường xuyên sử dụng điện thoại và máy tính bảng để làm việc. Apple đã cải thiện độ bảo mật trên hệ điều hành mới, nâng cao tính mã hóa dữ liệu và email. Người dùng lúc này có thể khóa mail, lịch hẹn, danh bạ, ghi chú hoặc là tin nhắn lại và đề phòng để bị lộ thông tin quan trọng. Các tài liệu như là sách, tập tin, PDF được chia sẻ và quản lý đồng loạt trên nhiều thiết bị khác sẽ dễ dàng hơn. Như vậy là tạo điều kiện cho người quản lý làm việc với nhân viên từ xa. Thưa quý vị, được ra mắt không quá rầm rộ nhưng iOS 8 vẫn tạo được sự chú ý với giới công nghệ nhờ có nhiều thay đổi. Trong tháng 9 và tháng 10 sắp tới, hệ điều hành iOS 8 sẽ chính thức được phát hành ra thị trường. Thưa quý vị, đến đây thì nội dung trong phần 1 của Cửa sổ Công nghệ đã kết thúc. Trong phần tin tức, chúng ta sẽ có những thông tin chính sau đây. SpaceX công bố Dragon V2, tàu vũ trụ chở người thế hệ mới với nhiều cải tiến nổi bật. Nhìn lại tình hình phát triển của thị trường smartphone Việt Nam trong quý 2.